Vào khoảng 24 giờ đêm qua 19 tháng 9, Công an xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể một cháu bé tử vong tại ao nuôi cá cạnh bờ sông Kênh Tây thuộc địa phận thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở. Đây chính là cháu bé 21 tháng tuổi, nghi bị người giúp việc bắt cóc ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Trước đó, khi nhận được thông tin có cháu bé tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội bị bắt cóc, sau đó đối tượng bắt cóc đi về phía tỉnh Hưng Yên. Lần theo hệ thống camera công cộng và camera của các nhà dân xã Mễ Sở, lực lượng chức năng và người dân phát hiện vào khoảng 17 giờ chiều ngày 19 tháng 9, có một phụ nữ chở cháu bé đi qua. Người dân tìm kiếm và phát hiện cháu tử vong trong ao nhỏ cạnh bờ sông Tây. Cháu bé được xác định chính là cháu bé 21 tháng tuổi bị bắt cóc tại huyện Gia Lâm nói trên. Tiếp tục tìm kiếm phát hiện chiếc xe máy được cho là của nghi phạm bỏ lại tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.